Điều gì đã khiến Nhật Bản chỉ chưa đầy 20 năm sau trở thành siêu cường kinh tế từ sau hậu quả vụ bom nguyên tử ở Hiroshima? Điều gì đã khiến Israel, từ một sa mạc tưởng như không có sự sống, đã kiểm soát hầu như những lĩnh vực then chốt nhất của thế giới? Điều gì đã giúp Singapore trở thành đảo quốc văn minh? Và Việt Nam, với đầy đủ các thế mạnh về lịch sử, tài nguyên, diện tích, dân số và cả trí tuệ con người, đang ở đâu trên bản đồ thế giới? Thế hệ thanh niên Việt Nam sẽ làm gì để đưa đất nước trở thành quốc gia trường tồn, thịnh vượng, phát triển, ảnh hưởng đến thế giới? Khát vọng, điểm khởi đầu của mọi thành công. Khát vọng, nơi hun đúc để bạn có được tầm nhìn của đại bàng, lòng quả cảm và sức mạnh của sư tử, sự thông thái của loài cú, sự khôn ngoan của loài cáo. Khát vọng, điều kiện cần và đủ cho thế hệ thanh niên Việt Nam trong quá trình khởi nghiệp, kiến quốc. Một cây cổ thụ muốn phát triển to lớn thì rễ phải bám rất sâu, và khát vọng Việt, khát vọng về một Việt Nam trường tồn, thịnh vượng, phát triển chính là nguồn cội. Nói một cách khác, sự trỗi dậy về tư tưởng, tinh thần chính là nền tảng cho sự trỗi dậy về kinh tế, khoa học kỹ thuật. Cái khát vọng Việt là gì? Cái ngàn năm nay là khát vọng dựng nước với giữ nước. Thì cái này nó phải được đảm bảo là chúng ta phải có một cái tư tưởng quốc gia mạnh mẽ, hướng về vấn đề là khát khao, là ảnh hưởng dẫn dắt, chứ không phải là chỉ mang tính bảo tồn. Đó là điểm đầu tiên tôi nghĩ rằng cần phải đặt ra đối với thế hệ thanh niên mới này. Mà thế hệ mà thanh niên mới này, tôi cũng nói rằng là đây là cái thế hệ là rồng tiên đấy, một cái thế hệ là coi như ảnh hưởng, một thế hệ vĩ đại, muốn xác lập cái đó. Đầu tiên xác lập cái tư tưởng này. Tôi cũng đề nghị rằng là những cái giới tinh hoa Việt Nam, và đặc biệt là cái thế hệ thanh niên mới này, cần phải nhận thức rõ được bổn phận và trách nhiệm của mình. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và ảnh hưởng. Muốn thế, hơn ai hết, thế hệ thanh niên cần làm giàu để trở thành những cá nhân giàu có cho một quốc gia cường thịnh. Tinh thần sáng tạo và có trách nhiệm, tinh thần doanh nhân cao độ, tinh thần chiến binh dám dấn thân đua tranh, dám thất bại. Đó chính là ba tinh thần tối thượng để thanh niên Việt Nam thay đổi và hành động. Thì những cái này nó phải được chi phối và nó được thấm đẫm. Và tôi nghĩ phải coi đây là những cái tinh thần báu vật của quốc gia và phải được nuôi dưỡng xuyên cái thế hệ. Một tinh thần Việt sẽ dẫn đến hành động Việt, từ đó đắp xây thành tựu Việt, trở thành mô hình Việt và ảnh hưởng Việt sẽ vươn ra thế giới. Sự hùng mạnh, ảnh hưởng của đất nước với thế giới phụ thuộc nhiều vào sự hình thành của thế hệ thanh niên mới, một thế hệ hùng mạnh bền vững về tinh thần, vật chất, thể chất, tâm hồn. Tức là người khác làm được thì chúng ta cũng làm được, và các nước khác thì các bạn thanh niên các nước khác cũng khởi nghiệp rất thành công, thì chúng ta cũng có thể thành công, vì thanh niên của chúng ta cũng rất là giỏi, cũng rất là năng động, rất là sáng tạo. Tiếp nối thành công của ngày hội sáng tạo vì khát vọng Việt vào cuối năm 2012 đã thu hút hơn 60.000 thanh niên và trí thức tham gia cùng sự theo dõi của hàng triệu người. Gần 170.000 cuốn sách Nghĩ Giàu, Làm Giàu đã được trao tặng đến thanh niên cả nước, và hàng loạt các suất học bổng cho thanh niên, các chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Năm 2013, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Trung Nguyên đã khởi động hành trình vì khát vọng Việt. Chương trình nhằm liên kết các lực lượng xã hội, khơi dậy trong thế hệ thanh niên hôm nay tinh thần doanh nhân với khát vọng làm giàu, kiến quốc, đồng thời có sự định hướng, hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp. Nét mới của hành trình năm nay là cùng lúc diễn ra song hành hai hoạt động. Hành trình vì khát vọng Việt diễn ra tại 5 khu vực cả nước: miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam, với trọng tâm là cuộc thi sáng tạo tương lai và sự tham gia của các đội tiêu biểu đến từ 30 trường đại học cả nước, đại diện cho 2.300.000 sinh viên. Đặc biệt, đội xuất sắc nhất sẽ được đi tham quan và học hỏi kinh nghiệm sáng tạo và thành công tại Israel. Song song đó, hành trình vì khát vọng Việt về nông thôn diễn ra tại 8 tỉnh thành cả nước: Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Dương, Buôn Ma Thuột, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, với trọng tâm là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm làm giàu bền vững của các điển hình kinh tế nông thôn, tư vấn và trả lời trực tiếp của các chuyên gia kinh tế, nông nghiệp, chế biến nông sản, giống cây trồng. Đồng hành cùng hành trình là sự có mặt của các chuyên gia kinh tế, văn hóa, giáo dục, sáng tạo trong nước và quốc tế, như bà Tôn Nữ Thị Ninh, cựu đại sứ Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; bà Vũ Kim Hạnh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA; nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân; tiến sĩ kinh tế Dương Quân Hoàng;
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn. Bà Nghiêm Thanh Hương, một trong những nhà hoạt động tích cực cho cộng đồng Wikipedia. Tiến sĩ Phan Tất Thứ, Tiến sĩ Phan Quốc Việt. Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Lê Media. Ông Nimrod Bar Levin, sáng lập kiêm Giám đốc Phát triển Kinh doanh Ono Apps. 500.000 cuốn sách Nghĩ giàu, làm giàu và Quốc gia khởi nghiệp đã được trao tặng tới hàng trăm ngàn sinh viên và hàng ngàn thanh niên nông thôn tiêu biểu và nhiều thành phần khác trong xã hội. Tại vì điều này rất lớn, việc của nhiều người, việc của thế hệ, việc của quốc gia, của dân tộc, chứ không phải là bản thân tôi hay là những cộng sự dù có muốn những cái điều to lớn đi nữa thì cũng được chia sẻ của rất là nhiều giới, đặc biệt là thế giới tinh hoa đang dẫn dắt, là cùng nhau làm sao để kiến tạo được một cái thế hệ